放几只？ông dùng làm bậc ca một to cách làm đại ca như thế vị thi hay chia cách một to nè ông dùng làm xong bắt đầu là vị thi ca chuyên tập cầm bị tập vì ca bị cái đây mình viên làm mốc làm nang đào mà đang đào đường đi làm bị tăng miền học ca nông ca tăng tầm nốt đánh đau chỉ bộ sạn xây lúc đi xong chơi.Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous et bonjour à vous Monsieur Pyankian. Je n'ai pas beaucoup de questions parce que Monsieur le Procureur en a déjà posé un grand nombre, mais il m'en reste quelques-unes et je vais peut-être commencer par la fin, en tout cas par la fin de vos interrogatoires à vous.Et par la dernière chose que vous avez dite au juge d'instruction, le 27 août 2009, dans le document D-276-6, la dernière question était la suivante. Qu'est-ce que vous attendez du CETC ? Et vous avez répondu, je souhaite que les CETC trouvent la justice pour la nation et le peuple Khmer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur, ce que vous vouliez dire par là ? Vous avez dit au juge d'instruction, je souhaite que les CETC, les chambres extraordinaires, devant lesquelles vous êtes aujourd'hui, je souhaite que les chambres extraordinaires trouvent la justice pour la nation et le peuple Khmer. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous vouliez dire en disant cela. ឡាក់ដីហ្នឹងរោគយុតិធធឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលរងគ្រោះហ្នឹងឲ្យបានពិតប្រកបហើយកុំឲ្យមានតទៅទៀតទៅថ្ងៃមុខក្រោយឲ្យចាប់ត្រឹមហ្នឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសុខសាន្តយុតិធធឡើងវិញJe vous remercie, monsieur. Toutes les informations que vous nous donnez aujourd'hui sont une façon, justement, de permettre que la justice soit rendue au peuple cambodgien. C'est pour ça que vos réponses doivent être le plus précises possibles et que vous devez essayer de nous dire le plus de choses possibles. Ma première question est ceci.Vous avez dit que vous aviez été recruté dans la Révolution alors que vous aviez 16 ans, c'est-à-dire à un âge où on est un enfant. À votre connaissance, est-ce que beaucoup d'enfants ont été recrutés dans la Révolution ? នៅពេលនោះបើតាមខ្ញុំចាំបានគឺថាមានជាច្រើនគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកដែលគេឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាបដិវត្តន៍ពិសេសខាងរតនគិរីជនជាតិភាគតិចគេឲ្យចូលរួមនិយាយរួម
ខ្ញុំគឺអត់ចូលរួមទូទាំងប្រទេសហ្មងមិនមែនតែចំពោះបុគ្គលខ្ញុំប៉ុណ្ណាក្នុងកលៈទេសៈនោះជាជំហានដំបូងក៏នៅខ្ញុំពីមុនគេប៉ុណ្ណឹងដល់ក្រោយមកបន្តទៅទូទាំងខេត្តរតនគិរីមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ Merci. Vous dites donc que peu importe l'âge des personnes, à votre avis, pourquoi recrutait-on notamment des enfants? À quelle tâche étaient affectés les enfants? Merci. Est-ce que vous avez, à un moment donné, été membre du Parti communiste du Cambodge? Est-ce que vous étiez marié, monsieur? Avant d'arriver à Phnom Penh le 17 avril 1975, vous êtes resté dans la révolution environ 7 ans. Pendant ces 7 années, est-ce que vous avez constaté des disparitions? Est-ce que des gens ont été emmenés pour être rééduqués pendant cette période avant 1975? Vous nous avez dit, monsieur, que vous aviez passé 10 années avec Khoi Khun et avec sa femme. 10 années. Vous nous avez dit qu'il ne vous parlait pas de son travail.
Est-ce qu'il vous parlait de la révolution? គាត់ធ្លាប់និយាយពីរឿងបដិវត្តន៍នឹងតស៊ូរំដោះជាតិគាត់តែងក្រែងរំលឹកថាហើយយើងជាជនយុគខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងត្រូវគ្រប់ឆ្លងធ្វើបដិវត្តន៍ដើម្បីរំដោះជាតិរំដោះពីចក្រពត្តិអាមេរិក Est-ce que quelque temps avant son arrestation, il vous a parlé des soucis qu'il avait à propos de lui-même? Vous nous avez dit que quand il avait été arrêté, vous aviez été envoyé pour lui apporter un bon repas. Est-ce que vous savez pourquoi c'est vous qui le connaissiez depuis longtemps qui avait été envoyé pour lui porter ce repas? Est-ce que Pang vous a chargé d'une autre mission que de lui porter un repas? Est-ce qu'il vous a demandé de lui parler ou de lui dire quelque chose? Vous nous avez dit que vous étiez à Chamréa pendant quelque temps jusqu'à l'arrestation de Monsieur Koy Khoon. Est-ce que vous savez qui a succédé à Koy Khoon? Est-ce que vous connaissez So Hong? ជាពេទ្យរបស់អំពលពតតហើយក្រោយរំដោះនំពេញលោកសុហុងក៏នៅក្នុងការបរទេសប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានទំនាក់ទំនងមួយគាត់ទៀតទេ Est-ce que vous avez été interrogé vous-même après l'arrestation de Koy Khoon?
ខ្ញុំមិនចាំណា À propos de Sveimeas, monsieur, est-ce que vous savez qui décidait d'envoyer des personnes à Sveimeas? Quand vous étiez à Sveimeas avec d'autres personnes, est-ce que vous avez entendu dire que des gens étaient envoyés de Sveimeas vers S21? Est-ce que pendant que vous étiez à Sveimeas, des gens sont partis de Sveimeas ont été déplacés vers d'autres endroits? Ce matin, vous avez, vous avez lu un passage d'un de vos entretiens dans lequel vous nommez un certain Camille. Qui était ce Camille? Quel était le nom de cette unité? Merci. Est-ce que cette unité avait en charge d'arrêter des personnes? Qui était le chef de Camille? Ta mê robas Camille chmua avay? Ne ye ruom Camille ko totul pi bắt chia pi pong nè bắt tam nhâm đăng pong hay pong qui recevait il ses ordres totul ban chia pi nẹ na đai pong nung pong chia thom na totul ban chia ptol pi ông
Vous avez dit que vous aviez été traité de traître et que vous ne compreniez pas pourquoi vous aviez été traité de traître. Est-ce que vous savez qui vous a accusé d'être un traître? ជាធម្មតាបើថាពេលនោះបើចាប់មេអង្គភាពណាមួយឬក៏ថ្នាក់ណាមួយអ្នកនៅជាមួយគឺគេចោទថាជាមនុស្សសមាសភាពមនុស្សសមាសភាពបីដូចថាជាសមាសភាពបើថាបង្គន់អង្គបត់អ្នកនៅជាមួយនឹងគឺគាត់ជាប់នានាការជាមួយនឹងគេដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំចេះតែភ័យបារម្ភ Vous avez dit au début du mois de mai que c'était l'Ankar qui avait arrêté M. Koïkoun, qui était votre supérieur. Et vous dites aujourd'hui que les subordonnés étaient souvent, en général, arrêtés aussi. Vous dites qu'il y a un lien entre l'arrestation de Koïkoun et le fait que vous ayez été... que vous ayez été traité de traître, c'est bien ce que vous avez voulu dire. ជាលក្ខទេប៉ុន្តែជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំវាចិត្តភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទៅព្រោះឃើញមនុស្សទូទៅនៅអង្គភាពនោះគេធ្លាប់នៅជាមួយគ្នាវាបាត់អស់ទៅមិនដែលបានជួបគ្នាអញ្ចឹងខ្លួនឯងចិត្តភ័យទៅ Mais si c'est l'Ankar qui décidait de l'arrestation de M. Koïkoun, qui décidait de la disparition des subordonnés de Koïkoun? Monsieur, dans votre travail pour la révolution entre 1968 et 1979, est-ce que vous deviez obéir aux ordres de vos supérieurs ជាធម្មតាក៏ក្រុមការងារទីពេលនោះគេត្រូវចាត់តាំងបុគ្គលណាអាចធ្វើអ្វីមួយមិនតែចំពោះរូបខ្ញុំទេជាទូទៅគឺត្រូវតែធ្វើតាមត្រូវតែគោរព
Et s'il n'obéissait pas? Monsieur, qu'avez-vous constaté lorsque quelqu'un n'obéissait pas aux ordres qui étaient donnés? Avez-vous constaté qu'il se passait quelque chose que vous avez vu ou entendu? ជីទូទៅនឹងជីអចិន្ត្រៃយ៍ស្រង់ឃើញថាដូចការប្រជុំ Compte tenu de votre expérience dans la révolution, monsieur, est-ce que vous avez eu la possibilité, la liberté de refuser d'accomplir une tâche? Et les ordres qui vous étaient donnés à vous, est-ce que vous pouviez les refuser? Merci. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Vous nous avez dit le 2 mai que Kon Khun avait été arrêté par l'Angkar, puis le procureur vous a demandé ce qu'était l'Angkar. Vous avez dit que c'était les dirigeants, puis le procureur vous a demandé qui étaient les dirigeants. Et vous avez dit que c'était Pol Pot, Nun Chia, Yang Sari et Khieu Samphong, ainsi que Son Sen. Khoi Khun a été arrêté par l'Angkar. Et Pong, monsieur, Pong qui était le chef des bureaux K1, K3
le chef de 870. Qui a arrêté Pang? Ta nèk na che nèk chênh banchi oy chap khluon Pang? Chumnoch neh nyom at ban dang te. Mat dang chanam chi te pana kon at dang thabat khluon. Ka bat khluon pana. Quels étaient les gens qui étaient au-dessus de Pang? Je vous remercie, monsieur. Je n'ai plus de questions. Excusez-moi, je vous remercie, monsieur. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie, monsieur. Này xã miền tây nằm một đồng nàng đang đang rọt bên đi bạn sum group lộ thiên sum group lộ lộ say chạy cầm phía kia chẳng ót hay nằng sao sao bên cả chẳng ngu chẳng bạt bịch ong chi miền tây chết nằm một đồng nàng đang bận đang rọt bên đi nhóm miền sum nuôi chấm nuôn sum đạp bây giờ bây đang được xét soi sum đạp đang hàng đang bận đang rọt bên đi nhóm sum vừa mình tách một đại dạng pel đại nữ ai rót nạc kia đi nhưng trong sông xu thà ta lục đăng tế nữ ca đại lục thôi chỉ nơi xa nữ rót nạc kia đi ta nhận ná cứ chỉ bát thiên đầm bòn nữ rót nạc kia đi nơi bên nó nhằm mặt bàn đằng tì đằng na thiên bón rừng rọc đằng na nhằm mặt bàn đằng tì nơi bên nó lâu cứ chia nia ra nơi sọc ẩn đồng mía ta lâu thôi chia nia ra bằng bên cạnh như sầm rạp tại sọc ẩn đồng mía rứ co lâu thôi chia nia ra sầm rạp ao nẹp xén cao pí cái nạc cầm ca sọc ẩn đồng mía phong đại nấu bên nó cứ nấu không cọc khăn đục mì như này nấu bên đại lục thời chiến nia đại xá ta lục miền thọp tự tu nấu cam bản đọc bản đa rư chia cam bạch chung mà vậy tế nấu nấu ăn đục mì nấu mình miên ở chiếc xe xong bạn thông tâm thế còn là chung người ta làm lớp ở bụng bên kia được cái phơi ca miên nắng ở ban o nom sport tàu ở ban cộng ở ban bạn miên liên sốt chiếc xe xong bạn ấy tê nó bên nó ta bên nó kia miên thọp này nóm lục tế thà bà sân bà lục bác bò là đòi xâm bột chẳng ổn nụ thà ta ách miên ở với cả lăng chụp bụt lục nâu bên nốt kê con ở dưỡng phòng phổ giật tết ở bà sân như miên bánh hà giang nà muối
បាត់ច្បាស់នឹងឬក៏យ៉ាងណាក៏គេមិនដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរតើពេលនេះពេលនោះលោកមានធ្លាប់ទទួលការណែនាំអំពីគោលនយោបាយរបស់បកដែរឬទេ Khiom som mok luk som nuom pek pon te nang kal dai luk thua chi nirasa nou kampong thom khiom chang sua tha ta krau pi thua nirasa ta luk mien throb ban khoeng sakam phiep robos avai khlas dai ke thua te lue prachea porot dai ruos nou dambon dai luk nou ai kampong thom nou តើពេលនោះលោកនៅជាមួយលោកកុយខួនតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេលចុងឆ្នាំ1974និងដើមឆ្នាំ1975ខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយកុយខួនតើលោកមានដឹងទេថាលោកកុយខួនក៏ធ្លាប់ មានទៅប្រជុំដែរទេក្នុងរយៈពេលនោះខ្ញុំបាត់យល់សំណួរតើលោកមានធ្លាប់ដឹងទេថាលោកកុយខួនមានទៅប្រជុំជាមួយអ្នកណាផ្សេងទេ នៅក្នុងរយៈពេលមុនវាយភ្នំពេញឆ្នាំ1975ជាធម្មតាគួយគួនមនុស្សមានផែនការអីក៏ទទួលពីពលពតដូចគ្នា លោកនិយាយថាលោកកុយខួនទទួលផែនការពីប៉ុលពតតើលោកធ្វើយ៉ាងម្ដេចដូចម្ដេចទៅបានគាត់លោកដឹងថាលោកកុយខួនទទួលផែនការពីប៉ុលពត រាល់ កិច្ចការ អី ក្តី គឺ ត្រូវ តែ មុន នឹង មាន ផែនការ ទៅ ណា ធ្វើ អ្វី គឺ គួយ គួន ទៅ ប្រជុំ ជាមួយ ពល ពល ពំ ពល ពល នេះ សម្រាប់ ក៏ប៉ុន្តែ លោក មាន បាន ឃើញ ជាក់ ស្ដែង ឬ ក៏ លោក មាន បាន ជូន ដំណើរ កុយ ធួន ទៅ ប្រជុំ ជាមួយ ពល ពល ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតើប្រជុំនៅទីណា
ប្រជុំអំពីការវាយភ្នំពេញដែលលោកបាននិយាយនេះលោកកុយធួនគាត់ទៅប្រជុំជាមួយប៉ុលពតនៅទីណា ខ្ញុំ អត់ ចាំ កន្លែង ទេ ប៉ុន ដឹង ដល់ ចាក លើ ប៉ុណ្ណឹង តើ លោក កុយ ធួន មាន ធ្លាប់ ប្រជុំ ជាមួយ ប៉ុល ពត នៅ កន្លែង ផ្សេង ទៀត ទេ មុន នឹង វាយ ភ្នំ ពេញ nhưng bắt đăng thì bạn đăng bạn khơi bạn sống ở quân sống sống đủ bằng tỏ tiết ta lục đăng tê thả bê ná để lục coi thuốn chôl mộc nụm bình លោកកុយខួនចូលភ្នំពេញនៅពេលព្រមជាមួយនៅពេលថ្ងៃរំដោះដល់7មេសានឹងតែម្ដងហើយជារងាចផងមុនបងប្រាំតាំងពេលនោះលោកមានបានមកជាមួយលោកកុយខួននោះតែម្ដងឬក៏លោកចូលមកភ្នំពេញក្នុងពេលផ្សេងគ្នា លោក កុយ ខួន ក៏ ចូល មក មុន ហើយ ខ្ញុំ ចូល ក្រោយ ប្រហែល ជា ម៉ោង 4 កន្លះ ឯង ខ្ញុំ ចេញ ពី ឧដុង ទៅ ហៅ ឯ តំណ សមាជ តើ កន្លែង តំណ សមាជ នឹង chỉ cần lấy trái tài muối chỉ muối nâng pol pot bỏ thì tăng nữ rứ chỉ cần lấy xanh kia cái lấy nó chứ tìm bình kia cá phụ phí bày rồi buồn được nóm đó quay khuôn thêm nào con pol នៅ ពេល ដែល លោក ធ្វើ ដំណើរ មក ភ្នំ ពេញ តើ លោក ធ្វើ ដំណើរ មក នឹង ម្នាក់ ឯង ជា ក្រុម តើ លោក មាន ឃើញ ទិដ្ឋភាព មនុស្ស នៅ តាម ផ្លូវ យ៉ាង ដូច ម្តេច ដែរ ឬ ទេ ខ្ញុំ មក ពី ទី កន្លែង នោះ មក ភ្នំ ពេញ គឺ ដល់ អាណ ជិះ ម៉ូតូ មក នេះ ឯង ទេ ហើយ មាន គេ ឌុប មក តើ លោក មាន ឃើញ មនុស្ស ធ្វើ ដំណើរ តាម ដង ផ្លូវ ដែរ ឬ ទេ
tam dong lâu khơi miên hô ha bần đan bần mở chương ta lẽ cái nào đó bỏ mình nuôi ta nuôi chia mình nuôi tập hết giang đội mà đầy phụ quạt chia vô thía rư co chia mình nuôi giang đội mà đầy mình men vô thiệt thế cứ chỉ chọn nó trong nông bên tầm đó phụ quạt thua đậm na đòi khuôn anh tại mà đón rư co miên nhẹ na kì om tầm na quạt chỉ mũi khơi nè cái om tàu để khơi hô ha tàu ta luôn bên khơi bên hoạt động miền ở bờ dù thì đã chuẩn bị nộp bình đại tế phát khởi tế ta lúc miên khởi mình nụ cha cục má trái rồi có bè xong thua đậm ná nực nông châm nông bà chị chôn đã chân bị phụng bình nhờ tế nếu về đặt một bình phim phim mình sau chỉ chân tràn u o thì và địa bay ngay rồi thì đọc một bình bàn miền chân tràn hồ hà bạn ạ quân ở chấm trang su bên chặn thêm một tài tiết nó bị là lục thua đậm nào chôn một đồng pin lục thua đậm nào tạm phơi nè nhóm thua đậm nào bị ụt đông máu mọc công sư hay ban lang mà vật nổm ta lục ai bị chẹn bàn tế ta phơi nó chỉ phơi chết rồi người ta chỉ phơi dạng mạch bị ở đóng một phong sư cứ phô lùm tê là phong sư mong quýnh làm thuê chiếc Pêl đại lục một đò vọt nùm ta lục bọt tì tăng nơi còn lại ná nây vọt nùm nhóm ớt school lưu cái hào thật tiền bà răng tiền bà răng nông chua bọt nấm tâm bảo vệ anh phá hà chìa bồn màn mẹt bị bọt nấm chia cái lạc lô
លោកមានអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាតើនៅទិសខាងណានៃវត្តភ្នំផ្ទះបារាំងហ្នឹង នៅ ពេល នោះ ខ្ញុំ ចាំ មិន បាន ព្រោះ អី ខ្ញុំ មិន ដែល ស្គាល់ ភ្នំ ពេញ និង វត្ត ភ្នំ នៅ ជ្រុង ណា ជ្រុង ណី ទៅ ដល់ ត្បូង ព្រោះ ខ្ញុំ នៅ នឹង រយៈ ខ្លី ដែរ តើ ពេល នោះ លោក បាន ជួប លោក កុយ ធួន កុយ ខួន ភ្លាម ឬ យ៉ាង ណា តើ ពេល នោះ លោក មាន បាន ធ្វើ ដំណើរ ចេញ ពី កន្លែង ទី តាំង របស់ លោក ដែរ ឬ ទេ đáp xin lỗi bạn. Ta nơi Peru lúc một đợt tèm bờ rạn nằng lúc nơi cái lại tèm bờ rạn nằng tèm bờ đón, rứ có lúc miền thua đầm nào khác đại nơi chung vĩnh cái lại đã chỉ tít tăng bỏ lộ. Nhóm ớt bán đá tâm nà thì nâu tôi đọc tiếp nhóm nâu lên đường này hay rồi mò hay gì vì bây thay bán tôi nâu trăng tâm ra không là dạng bê đại lục nâu tì nú thà ta lục miền bán khơi và chia chôn nâu đồng bán nú giang mạch đá nhưng trong sự dây xâm đá được lừa scam phiệp rồi bảo vệ chôn ở tín ta còn bên lại cái nạn giang đội mình đánh đá có nhóm tập đó nó ớt hơn miền chi chôn thì sao bạn ở khi trong sông bị chặn thì nếu pel đại lục chia lai đang sầm nuối khi bị muốn lục ban để dây thà pel đại thua tầm nào châu phnom penh mình sơ miền mình đủ màn tế đại thua tầm nào chân bị phnom penh và hai chỉ bị không dạ pel bị bảy ngày cào mốc ban không dạ pel nắng ban miến ca thua tầm nào chân chán từ chân bị phnom penh lấy lục miền bờ xa thà ban khơi thì chúng ta thôi chẳng đổi một đách bạn lục đăng thà miền bắc chia chốn trên pi phnom penh không được dạp pel bảy ngày và to pi vi bản phnom penh hát đó chúng ta nhưng mình bàn cái rú ấy bên luôn nhưng mà vì đoan máu mình đo phim về ngập nền có con ta nhưng mà đo phải vì bay ngày mà đầu quật nồng nắng hay nhưng tận đầu chẳng chìm rác vì tam phơi chiết tờ phơi bạch tam ấy thời tranh hồ hà ta không là dạng pel môn lục tư trang chấm rẻ để lục nấu phun pel những lục miên chặt lạt nấu nông thị còn đại tế
Ot mien te. Nau pel dai lok thua damna tau chnang chmre. Ru ko nau chnang chmre tau lok mien khoen sakam phiep robos bachea chun nang yang mech dae dae ko thua damna cheng nang. Got chain mark, necla, mean lan, zito, necla, mean moto, necla, da, necla, ruin the mop. Oh, hang your girl. Tao quát mean carrying irritated, there, two of them now chain with no ping. Tam đã nhầm sung kết mơ, cứ mần kì rì rì bà màn tùy. Tao bèl nụ, miên tờ hiên khang ná kì om tầm nào bà chê chôn chân bì phụng bênh đà rì tế. អត់បានឃើញនៅពេលដែលលោកនៅភ្នំពេញគាត់រយៈពេល២-៣ថ្ងៃនោះថាតើលោកមានធ្លាប់ឮសំឡេងក្របកំភ្លើងដែរឬទេអត់មានទេស្ងាត់តើលោកមានឮសំឡេងស្រែក Rồi có xâm lên chạy chạy khi nha khăn đại rồi tế nơi tam phở Ất bàn lưu tế Ta cần lãnh đại lục nơi nơi phân bình nó nơi chẳng ai bị phở đại rồi tế Nếu nơi chưa phá lâu chôn vật nông nè. Nếu bây giờ đây là miền bà chia chôn trên việc nông bình ta lộ miền bàn đăng tế ở ông Pì Cà Mula hai đã vay bán việc bà chun chân mi phnom penh nhưng mặt bán đang tê tìm một hết nhau mấy bà đang nghe nhưng trong xâm xua lộ xua xâm nua lộ trong cái này thèm tạch tiết ta nấp bê đại lộ bàn chân lao cho mùi đại cụ bọc nhầm thà bê nốt nấp bê là miên cả chạp lộ côi khuốn Mình đã nơi kháng nông ông gặp phép biên ca bụi bà rộm Đói xa ca bạch khuôn ní Chân thả ta Lộ miên đại lưu tham miên ca bạch khuôn nơi cái lãnh nạp xênh Rư ca ông gặp phép nạp xênh Krau phí ông gặp phép bỏ lộ đại tì
ខ្ញុំចំណុចនេះដូចខ្ញុំអនុជាខាងដើមខ្ញុំចាំច្បាស់តាគួយខួនហើយនឹងកងហើយការដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភវាធម្មតាដូចថាម្ដាយនឹងកូនឬឪនឹងឪពុកអញ្ចឹងគេនឹករកគ្រួងអញ្ចឹងគេអញ្ចឹងដល់គេចាប់មេទៅកូនចេះតែព្រួយហើយព្រួយមិនដឹងជាកំហុសអីក៏ព្រួយដែរត្រូវតែព្រួយអញ្ចឹង តើការព្រួយបារម្ភរបស់លោកនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចព្រួយថារឿងនេះអាចកើតមានចំពោះលោកឬក៏គ្រាន់តែព្រួយបារម្ភជាការមិនសប្បាយចិត្ត Xong chơi lục mới tự bí. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning to everyone in our courtroom. We've heard the answers to these questions already. The repetitious is past 12 o'clock. The gentleman is just asking questions which have not been answered. That's fine, these questions have been asked and answered. And it's a waste of time. 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 គឺជាការខាតពេលទេតាមខ្ញុំសង្កេតទៅលោកធានបាទបាទអរគុណអ្នកការសង្កេតរបស់លោកមេធាវីការពីក្តីលោកលោកអៀងទ្រីមេធាវីព្យាយាមនឹងខិតខំរិះរកសំណួរឯណាដែលជាវាងសំណួរដែលច្បាប់ហាមឃាត់សំណួរច្រំដែលសំណួរដឹកមុខសំណួរឧបមានវិធីឬក៏សំណួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធ ជាពិសេសពេលវេលាមានកំណត់ក៏បីជ្រើសរើសឬសំណួរសក្តានុពលទាំងឡាយមកតាំងសំណួរជាវាងជ្រើសរើសឬសំណួរបន្តបន្សំមុខសួរដេញដោលដែលចំណាយពេលវេលាច្រើនឥតប្រយោជន៍មេធាវីទំនងមានប្រមាណសំណួរទៀតឥឡូវនេះព្រោះពេលវេលាម៉ោង 12:25 ហើយ សូម គោរព លោក ប្រធាន ខ្ញុំ អស់ សំណួរ ហើយ សូម អរគុណ លោក ធាន អរគុណ សាក់សី ឥឡូវនេះ ដល់ ពេល អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ ហើយ អង្គ ជម្រះ ប្រកាស សម្រាប់ ត្រឹម នេះ ហើយ អង្គ សមនាការ នឹង លើក បន្ត ទៅ ធ្វើ នៅ រសៀល នេះ ចាប់ ដើម ពី ម៉ោង 1:30 នាទី ហើយ អរគុណ សាក់សី ដែល បាន ខិត ខំ ក្នុង ការ ផ្ដល់ សក្ខីកម្ម ហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅកន្លែងសម្រាប់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មព្រមទាំងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់ផងនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមជ័យលោកមេធាវី Thank you, Your Honor. Good morning, everyone. I'm on my feet only to make our habitual request that Moon Chia be permitted to retire to the holding cell for the afternoon session. We've prepared the necessary paperwork. Thank you. Thank you. ខាងក្រោមនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងបំពេញបែបបទទៅតាមនីតិវិធីសូមអរគុណលោកធានបាទបានស្នើសុំរបស់លោកនួនជាដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីប្រកាសសូមទៅតាមដានកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការពីចម្ងាយ តាមរយៈប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល ថ្នាក់ក្រោមបន្ទប់សម្ដនការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល២មួយរសៀលនេះដោយគាត់លះបង់សិទ្ធចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចសម្ដនការសម្ដនការក្នុងបន្ទប់សម្ដនការនេះអង្គជំរះតម្រូវឲ្យមេធាវីការពារក្តីជំនួយចោតដូនជាប្រគល់មកអង្គជំរះភ្លាមនៅពាក្យសុំលះបង់សិទ្ធឲ្យចូលរួមសម្ដនការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដនការនេះដោយមានចុះលេខានិងឬផ្ដិតស្នាមរៀបដៃជាក់ច្បាស់ពីជំនួយចោតដូនជាផងប្រកបឲ្យផ្នែក
trong lòng pin này cái chúng ta cá tham là cá tham là bình mùi rượu thế ngày này hay bọc ai ăn rượu thì không khang lòng khuôn chụp chọn luôn chia nâng lục khi sầm phong từ căn một tụ khang cầm này một tụ tham là cá này đời rượu xì đi tụt ai luôn chia nơi trong một tụ đại rượu chọn tụ chia sạch nhậu bọc số tu tham đạo quật ai châu rùm nâng tam đàn cái chúng ta cá tham là cá bị chấm ngái tam để chạy propon thọ tu đại lai lục khi sầm phong ai lòng khuôn quật một căn một tụ tham là cá này với nhà bàn môn mong មួយ 30 នាទីរសៀលនេះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រុមចូល